Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chọn bộ câu hỏi ôn tập lý thuyết lái xe tại Mỹ, bang California, đề số 6, tài liệu mới nhất được soạn từ DMV. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người.